Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trưa thứ năm ngày 6 tháng 12 của kênh VTC 14. Thưa quý vị, cơn bão Bofa đã vượt qua phía bắc của đảo Palawan, Philippines, đi vào khu vực Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 ở nước ta. Vào hồi 7 giờ sáng nay, thì vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 270 km về phía đông đông bắc, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 cho đến 133 km/h, giờ cấp 13, cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ sáng ngày mai, mùng 7 tháng 12, vị trí tâm bão sẽ cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 290 km về phía bắc đông bắc, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 cho đến 149 km/h, giờ cấp 14, cấp 15. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão tại vùng biển phía đông nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông của quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, có mưa rào và dông mạnh, biển động dữ dội. Ngoài ra, thì do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vùng biển ở các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi và khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Quay trở lại với tình hình thời tiết trên đất liền, trong những ngày sắp tới thì bao trùm khắp khu vực Bắc Bộ vẫn là khối không khí lạnh có cường độ khá mạnh. Vào ngày mai thì không khí lạnh còn được tăng cường thêm, tuy nhiên mưa ít có khả năng xảy ra mà trời chỉ duy trì rét với mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 14 đến 16 độ ở vùng đồng bằng và từ 11 đến 13 độ ở vùng núi. Một số nơi vùng núi cao nhiệt độ còn xuống từ 8 đến 10 độ. Trưa và chiều trời giảm mây, hửng nắng nhẹ và nền nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều sẽ tăng nhẹ lên mức 20 đến 22 độ. Mặc dù còn ở khá xa, tuy nhiên khi cơn bão Bofa đi sâu hơn vào trong Biển Đông thì gió đông bắc ở rìa phía tây bắc của cơn bão kết hợp với gió đông bắc của không khí lạnh tăng cường làm tốc độ gió mạnh hơn, tác động vào địa hình chắn gió sẽ khiến mưa ở khu vực Trung Trung Bộ và phần phía bắc của khu vực Nam Trung Bộ xảy ra mạnh mẽ hơn, có nơi sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, đặc biệt là vùng ven biển thì cần đề phòng có gió giật mạnh trong cơn dông. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong hai ngày sắp tới, tại khu vực Tây Nguyên trời sẽ nhiều mây hơn nhưng mưa ít có khả năng xảy ra. Và ngay sau đây là phần dự báo cho từng khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ ngày mùng 7 cho đến ngày mùng 9, trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng yếu, nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ, nhiệt độ thấp nhất ít biến đổi, trời rét. Tại khu vực phía đông Bắc Bộ, trong 3 ngày sắp tới thì trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng yếu, trời rét. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, vào ngày mai trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Sang đến ngày mùng 8 và ngày mùng 9 thì trời nhiều mây, có mưa, có nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to, tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Nam, nên nhiệt giảm thêm, phía Bắc trời tiếp tục rét, phía Nam trời lạnh. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong ngày mùng 7, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, phía Nam mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng. Trong hai ngày tiếp theo, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, phần phía Bắc có nơi có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm từ 2 đến 3 độ so với ngày trước. Tại khu vực Tây Nguyên, trong 2 ngày tới, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông ở một vài nơi, nhiệt độ trưa chiều giảm nhẹ. Sang đến ngày mùng 9 thì thời tiết trở lại trạng thái mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng, nền nhiệt tăng nhẹ. Tại khu vực Nam Bộ, trong ngày mùng 7 và ngày mùng 8, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung tại vùng ven biển, nên nhiệt độ trưa chiều giảm nhẹ. Sang đến ngày mùng 9, thời tiết trở lại trạng thái mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, ngày nắng. Chuyển sang khu vực Biển Đông, thưa quý vị, trong những ngày sắp tới thì tại khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục duy trì hướng gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7 gây biển động mạnh. Trời nhiều mây nhưng mưa chỉ xảy ra ở vài nơi với lượng không nhiều, tầm nhìn xa phổ biến vẫn trên 10 km. Trong khi đó, tại vùng biển giữa và phía nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, có mưa dông rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Vùng biển phía đông nam có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 4 đến 5 mét. Thưa quý vị, như vậy là 3 ngày sắp tới, Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, phổ biến ít mưa và duy trì trời rét. Tuy nhiên, trưa và chiều thì mây có thể mỏng hơn và hửng nắng yếu. Tại miền Trung thì các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ, mưa có xu hướng tăng lên về lượng, có nơi đạt mức mưa vừa mưa to. Các huyện sát biển cần đề phóng mưa và gió mạnh trong cơn dông.
Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời nhiều mây trong ngày mùng 7, ngày mùng 8. Khu vực Nam Bộ còn có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung ở khu vực ven biển. Sang đến ngày mùng 9 thì thời tiết lại có xu hướng tốt dần. Và đây cũng chính là thông tin cuối của bản tin thời tiết trưa nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin dự báo thời tiết tiếp theo của chúng tôi.